Tâm cũng xin mong muội trước mặt của những tài danh ở đây, nãy Di Tâm nghe hát rất là, ai hát cũng rất là hay. Tâm xin mong muội cũng xin gửi lên chút xíu lời ca tiếng hát của mình để nhân ngày kỳ công của nhà của anh Nhân, như một lớp trích đoạn được mang tên đề Người Tình Trên Chiến Trận, hát với cùng nghệ sĩ Hồng Yến siêu gì cùng lắng nghe. Quân hãy giam cổ thật xuyên vào ngục tối để sáng ngày hãy đưa thiết kiều về báo cổ. Không, em không về mong cổ, em không về mong cổ. Mày ở đây làm gì? Ở lại đây mày nhẹo à? Nhậu. Nhậu. Nhậu xong phải về mong cổ. Thiết kiều, ngày mai em phải về mong cổ. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời ta nô lệ, anh nhiều coi cô thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê rồi. Anh chưa sao, anh lần sau vậy
Thiên Kiều ơi, anh muốn nói với em, mười mấy năm nay anh cứ mãi ôm mắt trong tim. Nghệ sĩ Chí Tâm luôn à. Xịt quá em.